Như thế tức là bệnh nhân phải khai rõ cho Vâng. bác sĩ đánh thuốc mê là chúng ta uống uống ăn chúng ta Vâng. uống gì và uống bao nhiêu lâu, Đúng. có phải không ạ? Vâng, phải Tại vì ăn cái đó gì để rất là khi quan trọng, rất là vâng nguy hiểm. nếu mà chúng ta giấu hay là chúng ta không nói đúng thì có thể nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà bệnh nhân mà ói ra mà hít cái đồ ăn của mình ngược lại trong phổi, Thì cái chuyện gì xảy ra? thứ nhất là bệnh nhân, cái phổi bệnh nhân sẽ bị sưng phổi rất là nặng, rất là khó chữa, và rất nhiều bệnh nhân đã chết vì cái trường hợp này. Cho Vâng. nên khi nếu bệnh nhân mà trong cuộc đời có một ăn cái gì trước thì cần phải nói thật cho chúng tôi biết, Mà nếu mà cần thì vẫn phải hoãn lại hoãn lại. Vâng, cuộc giải phẫu phải nếu không? cuộc giải phẫu không cần thiết thì mình hoãn 1-2 tiếng, đâu có gì quan trọng đâu, Vâng, vâng, mà nó vâng. bớt nguy hiểm rất nhiều. Vâng, thế còn một câu hỏi nữa đấy. Mà tất cả quý vị cũng muốn hỏi bác sĩ tê mê, bác sĩ Trần Minh Giang là thường thường bây giờ người ta dùng thuốc đông y rất nhiều, những thuốc đông y, những thuốc thuốc nam gì đó đó Vâng. thì có phải khai với bác sĩ tê mê không, và có những cái gì mà chúng ta không có thể làm giải phẫu được như bác sĩ Giang? Thật tình ra mà nói thì chưa có nhiều cái cuộc khảo cứu về cái ảnh hưởng nguy hiểm của những thuốc đông y. Nhưng mà có một số cái thuốc mà đã được Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ cũng như là Hiệp hội Gây mê của Hoa Kỳ đã khuyến cáo các bệnh nhân trước khi mổ thì nên ngưng những loại thuốc này, và ảnh hưởng của những loại thuốc này đối với bệnh nhân trong lúc mổ. Ví dụ như là chẳng hạn rất nhiều bệnh nhân uống cái thuốc mà giảm cân chẳng hạn, trong cái thuốc đó nó có cái chất ephedra, tức là chất mã hoàng đó. Cái chất đó khi mà nó phối hợp với gây mê hoặc là nó phối hợp với một vài loại thuốc trong chúng tôi dùng gây mê, có thể gây ra bệnh nhân bị đứng tim, trụy tim, hay là bệnh nhân tim đập loạn nhịp và có thể chết được. Đó là một cái ví dụ. Một ví dụ thông thường nữa chẳng hạn như là Thuốc ginkgo thuốc ginkgo là cái thuốc mà nó có cái khả năng làm giãn nở một số mạch máu nhỏ ở trong con người ta, nhất là mạch máu óc. Nhưng mà cái đó là cái tốt của cái ginkgo. Nhưng mà có một cái xấu của ginkgo là gì? Là nó làm ngăn cản cái sự hoạt động của một số các tiểu huyết bản để làm có cái tác dụng làm đông máu của người ta. Cho nên khi uống ginkgo thì trong lúc mổ nhiều khi máu nó cứ tiếp tục rỉ ra mà không biết tại sao. Thì bây giờ đó là những lời khuyến cáo chính thức của American Society of Anesthesiology. Đó, ngoài ginkgo ra còn có chẳng hạn như là gừng chẳng hạn đó, hay là Gừng ginger đấy phải vâng ginger hoặc là tỏi chẳng hạn. không ạ? Tất Vâng. cả những cái đó nó cũng gây ra cái máu, làm cho máu nó chậm đông đi, và nói nôm na của chúng ta là làm cho máu nó loãng đi, Chứ không nên làm đông lên. vâng, phải làm chị đông máu chậm lại. Và nhất là các bác sĩ giải phẫu về thẩm mỹ như bác sĩ Vũ Ba là không thích như vậy đâu. Vâng, làm sao mà tối thiểu cái chuyện chảy máu các bạn ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng. Vâng, còn một câu hỏi mà thường thường tất cả chúng ta muốn biết là thường thường có những người hút thuốc lá rất nhiều đó, À thì vâng. cái đó nó có ảnh hưởng gì đến giải phẫu không? Mà nếu mà chúng ta trước khi giải phẫu chúng ta có phải ngưng hút thuốc trong một thời gian nào đó hay Vâng. là không? Xin là bác sĩ Giang cho biết. À, hút thuốc thì đã rất là rõ ràng nó ảnh hưởng đến vấn đề gây mê rất nhiều. Thứ nhất, tốt nhất là gì? Nếu chúng ta có đủ thời gian thì ngưng hút thuốc tối thiểu từ 4 đến 6 tuần trước ngày mổ. Bởi vì cái thời gian đó là thời gian cần thiết để cho cái phổi nó hoạt động lại bình thường. Vâng. Còn hiện bây giờ có mà đang sự bàn cãi là chúng ta, ví dụ chúng ta không có thời gian 4-6 tuần, chúng ta chỉ có 1-2 tuần thôi có được không? Thì theo tôi nghĩ thì ngưng càng sớm càng tốt. Và có một điều nữa là gì? Có một số người cho rằng, một là ngưng hẳn mấy tuần trước khi mổ, hai là hút thuốc cho đến cận ngày mổ, thì cái nào lợi cái nào mà hại. Thì chúng ta biết rằng một người mà mới ngưng hút thuốc vài ngày thôi thì người đó sẽ như là nước dãi rất ra rất nhiều. Thì khi mổ như vậy thì cái người đó sẽ có đờm dãi nhiều hơn là những người hút thuốc cho đến ngày mổ. Nhưng mà cái đó hiện giờ đang rất là bàn cãi, tùy theo cái sở thích của từng người một, quan niệm của từng người một. Vâng, thế còn một câu hỏi mà chúng ta muốn biết rằng á, thường thường chúng ta bị cảm cúm, thường đau cổ,
thì những cái đó có phải trở ngại cho cuộc giải phẫu hay là bác sĩ cũng cần phải chữa những cái bệnh thông thường đó trước khi giải phẫu, trước khi mà đánh tê mê bác sĩ Giang? Cái chuyện đó chúng tôi gặp rất là thông thường. Ví dụ bệnh nhân bị cảm cúm, bị đau cổ, tức là bị một sự nhiễm trùng ở cổ họng chẳng hạn, thì quý vị nên nhớ rằng khi thức mê chúng tôi phải đặt một cái ống thở. Ống thở đó bỏ vào trong miệng và đẩy tới cuống phổi. Thì như vậy nếu mà đang bị nhiễm trùng ở cái cổ ngoài mà thôi, thì chúng ta để cái ống vào thì chẳng khác là chúng ta đem vi trùng từ ngoài đi vào trong phổi. Thì như vậy nếu mà bệnh nhân đang bị cảm cúm hoặc là đang bị nhiễm trùng cổ họng chẳng hạn, thì trừ khi những cuộc mổ đó khẩn cấp thì nên hoãn lại. Bởi vì cái biến chứng của cái đó bị sưng phổi rất là cao trong trường hợp như vậy. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi không có nhiều thời lượng để nói nhiều về cái sự sửa soạn cho việc tê mê, thì xin bác sĩ Giang tóm tắt lại cái gì chúng ta vừa nói và nên chú trọng tới những điểm nào là cần thiết, bác sĩ Giang. Vâng, thì trước hết là trước khi mổ bệnh nhân nên gặp bác sĩ gây mê để đặt những câu hỏi gì mình muốn hỏi, muốn biết chắc chắn những thuốc gì mình nên ngưng và những thuốc gì mình không nên ngưng là một. Thứ hai nữa, để người bác sĩ gây mê kiểm soát lại cái tình trạng sức khỏe của mình mà lần chót, để coi phổi, tim của mình, thận của mình có đang ở cái tình trạng tối hảo của mình hay không. Và thứ ba nữa là phải biết chắc chắn là mình nên ăn uống những gì, cái gì không nên ăn, và phải biết ngưng ăn được bao nhiêu giờ, hồ bao nhiêu tiếng trước khi mổ. Đây là những điều rất là quan trọng cho bệnh nhân trước khi lên bàn mổ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Trần Hồng Giang đã tới nói với chúng ta những điều cần biết trước khi nhờ bác sĩ tê mê để có thể làm việc giải phẫu được. Chúng tôi sẽ trở lại nhiều về vấn đề tê mê trong những cuộc nói chuyện sau. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Trần Hồng Giang. Xin bác sĩ Giang gửi lời chào khán giả của đài. Thưa bác sĩ Trần Hồng Giang, xin gửi chào quý vị khán giả của đài MTV Houston. Xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình sau. Vâng, cảm ơn quý vị.